Rồi, thì đây là cái cách mà mình các bước cơ bản để mình chỉnh một cái tấm hình thẻ làm sao mà cho nó đẹp và thay áo sơ mi cho cái bé này ha. Đây là một cái file thô, chúng ta chưa có chỉnh gì cả, nên cái file hình của chúng ta nhìn trên màn hình thấy vậy, nhưng mà nó giống như là màu nó không có tươi và đẹp nha. Nên bây giờ mình sẽ làm các bước cơ bản trước. Thì trước tiên là khách yêu cầu mình làm khổ nào á, thì mình sẽ gấp khổ đó. Ví dụ như ở đây mình sẽ gấp 15 đi, để mình thay phông trước ha. Ok, thì 10-15. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh màu. Thì đây mình sẽ chỉnh, ở đây mình phải chỉnh màu cho nó đẹp trước nha. Rồi, thì có thể dùng cái action ha, action làm đẹp ha. Nhấn nút like. Đó. Rồi, thì nếu như mà cái xanh của chúng ta mà chỉnh cái hình nó dương như thế này á, thì chúng ta giảm xuống, tạo phím tắt, nhấn Ctrl U, Hue Saturation, giảm Saturation xuống. Rồi, mình sẽ tiến hành làm da. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là nét Ime ha, nét Ime hoặc Kim Finer tùy thôi. Ở đây sử dụng nét Ime hoặc Kim Finer. Ở đây có rất là nhiều cái công cụ để hỗ trợ chúng ta làm cái file ảnh này. Đó. Thì Kim Finer thì nó giúp cho cái hình của mình nó mịn màng và nó đều màu hơn ha. Ok, sử dụng Kim Finer. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tách cái nền bằng Select Subject ha. Select Subject thì vào Select, chọn Subject thôi. Select Subject. Rồi, sau đó mình sẽ chọn cái Select Mask để tự động tách phông. Ở đây chọn cái New Layer. Rồi, thì cái phông của mình nó sẽ như thế này. Nó sẽ tự động tách ra. Đó, về cái cắt phông cơ bản đó, thì Photoshop sẽ tự làm cho mình. Mình không cần làm nhiều, chủ yếu là mình kiểm tra lại xem nó cắt cái phông có bị lỗi đó. Thì mình sẽ dùng cái brush này để mình làm cho nó sạch đi. Nó đơn giản vậy thôi. Ở đây bị lỗi phông nữa nè. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đổ phông vào. Thì ở đây sẽ đổ cái phông màu trắng vào thôi. Nhấn cái hũ nè, tạo một cái new layer. Đó. Rồi, đổ vào. Mình đổ phông màu trắng nha. Cái này mình chọn lộn phông. Đổ vào, đó. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ save lại trước đi. Ở đây thì có phát hiện lỗi á, thì bây giờ mình sẽ giữ lại. Thì giữ lại bằng cách là mình copy lại thôi. Chọn những cái vùng này nè. Cái vùng nào mà bị phần mềm tách nền tự động nó bị mất á, nhấn Ctrl C ở layer gốc, copy lại. Rồi, save lại ha. Rồi, sau đó thì sẽ chỉnh cái vùng môi. Thì thường mình sẽ tạo cái vùng môi như thế này nè. Đó. Hoặc là có hai cách, thì có thể dùng phím B. B là cái brush đó. Đây, cái brush này đây. Rồi, sau đó mình qua đây mình sẽ chọn cái màu RGB. Thì thường sẽ tô cái màu đỏ hoặc là màu hồng. Thì ở đây mình sẽ tô cái màu đỏ đi ha. Màu đỏ, ở đây chọn opacity cũng 5% thôi. Rồi, giờ sẽ tô. Đó. Cái này là do mình không chọn fader, nên cái hình của chúng ta nó sẽ bị gân cừa như thế này. Lưu ý là phải chọn cái fader ha. Ở đây mình sẽ chọn select fader. Thì thường thì giờ select fader ha, khoảng 3. Rồi sau đó dùng cái robot tiếp tục bôi nó. Ok. Fader 3 cũng vẫn còn bị bén, nên mình sẽ tăng lên là 5 đi ha, 5 đi. Đó. Ok. Thì cái hình của chúng ta sẽ được tô cái môi lên để cho tấm hình thẻ của mình nó giống như là màu sắc nó tươi hơn ha. Đó, nhìn nó dễ chịu hơn. Đó. Rồi, sẽ gạch đậm xuống. Rồi thì những cái bước chỉnh màu cơ bản đối với cái file ảnh này thì tương đối rồi ha. Đó, màu sắc phải trong sáng và phải đẹp thì mới được. Rồi, thì đây là cái file gốc nè. Cái file đã chỉnh hình thẻ sơ á, thì cái màu môi và cái màu da của chúng ta nó đều và nó phải trong sáng như thế này thì mới đạt cái yêu cầu
Đặc biệt á, là bây giờ mình phải thay một cái áo, do cái áo này nó đã bị cháy rồi nên mình bắt buộc mình phải thay ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái mẫu áo sơ mi. Ở đây thì mình phải thêm một tí hồng nữa thì hình nó càng đẹp ha, cộng xanh vô đó. Tùy theo cái màn hình thôi ha. Thì ở đây có rất là nhiều những cái mẫu áo sơ mi, mình có thể chọn mẫu áo sơ mi bất kỳ. Thì ở đây chọn cái mẫu áo học sinh đi cho nó hợp với cái bé. Thì áo sơ mi thì chúng ta kéo lên xong thì nó sẽ ra khớp rồi, nó không có cái gì khó. Thường những cái mẫu áo này được chia sẻ miễn phí ở trang web tiếngbt.com đó. Rồi ok, rồi lưu ý cái chỗ này nó dư nè, chấm lại, nhấn phím S nè, phím S Blonde Time nè, chọn opacity 100%, chấm lại, chấm từ từ thôi, chấm một cái là xong đó. Bây giờ kiểm tra lại đó, cái phần nào dư thì mình sẽ chấm bỏ nha, cắt bỏ quần áo này bị dư nè. Ok, nào dư thì mình bôi bỏ thôi, nó đơn giản. Là một cái file hình thẻ mà làm thủ công thì nó hơi lâu một chút ha. Đó, ok. Rồi, thì đây là cái file mà đã xử lý xong. Đây là cái file gốc nè. Đó, cái file xử lý xong. Đó. Hai tấm ảnh mình phải chỉnh màu làm sao mà cho nó tươi và trong sáng lên thì mà in ra thì nó mới đẹp được ha. Thì hình thẻ này khách yêu cầu là mình thay phông trắng, mình thay phông trắng và thay áo sơ mi trắng. Rồi. Mình sẽ gấp gọn lên lần nữa để cho cái mặt nó bự lên ha. Rồi, ok. Sau đó thì sale lại đuôi JPEG sale. Rồi xong. Thì mình sẽ sắp vô cái khổ giấy để mình in ra. Rồi thì những cái bước cơ bản để chỉnh một cái file hình thẻ thì vậy. Thay phông, chỉnh màu, thay áo. Và nếu như là người nữ thì mình sẽ tô cái môi lên cho nó tươi sáng và đẹp hơn. Thì cái hình thẻ của chúng ta nó sẽ đẹp và sáng sủa hơn ha. Thì ở đây còn một số file ảnh khác như là người nam này thì chúng ta không cần phải tô, chỉ có những người nữ thôi. Thì mình tô lên để cho tấm ảnh của chúng ta nó nổi bật. Thì bắt buộc phải làm đẹp rồi. Tại vì nếu như mình không sử dụng app thì mình sẽ sử dụng trên Photoshop 100% thì nó sẽ hơi lâu một chút. Rồi ok. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ xử lý cái người nam này đi. Người nam này thì chúng ta không cần thay áo, do cái áo sơ mi người ta không yêu cầu. Rồi thì chỉ chỉnh màu thôi. Patch xanh đó thì có thể tải về và sử dụng miễn phí. Nhấn đó. Sau khi mà nó chạy xanh không á, patch xanh này thì đối với dòng máy D90 thì nó hơi đỏ ha. Rồi bây giờ mình sẽ giảm đỏ xuống. Cái phần hơi bị vàng á, thì mình sẽ vào select color để chỉnh vàng, để giảm cái màu vàng xuống nha. Thì thường mình sẽ chọn select color, chọn cái màu vàng yellow giảm xuống, thì cái màu hồng, cái màu vàng sẽ giảm xuống ngay lập tức, thì nó chỉ còn là cái màu hồng thôi ha. Đó. Giảm ít thôi. Rồi dùng Kinfiner thì đây là một cái phần mềm xử lý da hiện tại sử dụng khá là ổn để chỉnh hình thẻ ha. Thường thì chỉnh auto những cái tấm hình thẻ này á, thì dùng kim thinner thì da nó mịn màng và đẹp hơn. Ok, rồi sau đó thì sẽ tiến hành là tách phông tự động, select subject, select mask, new layer, chọn fader. Ok đó. Rồi đổ phông vào, đổ phông màu trắng vào, đổ phông màu trắng vào là xong. Rồi sale lại. Rồi vậy là xong. Người nam này thì mình chỉ cần xử lý mụn thôi, hoặc là chấm sơ những cái mụn là được, mà người nam này cũng không có mụn nữa nên cho qua luôn. Sale lại. Rồi ok xong ha. Rồi sau khi làm xong thì nhớ sale lại đuôi JPEG để chúng ta có thể xuất file ra được ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.